À, chào các bạn, ở đây là đơn tốc cao thứ hai nha, động cơ USA của Mỹ 200W tốc cao. Con này làm được rất là nhiều việc luôn các bạn. Với tốc cao khoảng 6.000 thì mình làm rất là nhiều việc nha. American nha. USA 200W, danh định là 3.000 vòng nha, nhưng mà mình chạy ra khoảng mình chạy đúng áp của nó đó, nhưng mà nó ra khoảng 5.000 mấy nha, 6.000. Những con như vậy rất là hiếm trên thị trường các bạn nha. Hàng còn rất là ngon, êm, bà đàn êm, nam châm trắng. Những con của Mỹ, của châu Âu á, nó là lỗi xuyến nha các bạn, lỗi xuyến nha, chứ không phải lỗi thẳng giống như của Nhật Bản hay là Trung Quốc. Lỗi xuyến nha, lỗi xuyến thì có nhiều ưu điểm nha các bạn, nhiều ưu điểm, tức là chạy mượt hơn, êm hơn, và nó mượt hơn, êm hơn nha, đại khái là hai thông số đó. Ok, mình test nha. Đo nha các bạn. 4.700 nè. Cái này mình chưa lên hết ga nha. Chưa lên hết ga. Tặng lên nữa nha. 5.100 các bạn. Lên được nữa nha. Mình không có vặn nha. Từ từ. 5.600 nha các bạn. À, cực êm nha. 5.600 chạy như không có gì các bạn. Êm. Tại mình để nó xuống bàn á thì nó hơi rung nè, chứ dở lên thì êm. Tầm này khoảng 6.000 nữa mà. Nha, 5.800 nha. 5.800. Ok, hiện tại loại này thì chỉ còn đúng một bộ này và thêm một bộ nữa là hết nha các bạn. Là hai bộ cuối cùng. Đó. Thì hàng có bảo hành. Bộ này thì mình sẽ bảo hành, không phải bộ này không mà thông thường những cái hàng bên mình bán ra các bạn. Phần động cơ bảo hành 12 tháng nha, phần điện tử bảo hành 6 tháng nha. 6 tháng. Hiện tại á là cả hai phần này mình setup á là nó đã dư tải cho con này rất là nhiều nha. Đầu tiên là cái bo thì 350W thì nó dư tải cho con này 1,5 lần. Còn cái hệ thống nâng áp thì cái công suất nó gấp 6 lần cái động cơ nha, cho nên cứ yên tâm mà xài. Đầu vào thì mình có thể xài được từ 12 tới 48 các bạn, cái nào cũng được. Ok, bộ này anh khách cọc một cái 400W anh đổi qua nha các bạn, đổi qua. Thì ngoài bộ này ra còn thêm một bộ nữa nha, là hết. Còn nhỏ hơn các bạn, nhỏ hơn á, bảy nhỏ hơn 200W là 100W á, thì có mấy bộ nha, giá nó rẻ hơn, nên tùy khách cần bao nhiêu thì liên hệ shop nha, có sẵn cái poly.